Cho Dong hỏi Giang Mi tại sao không nói cho mình. Người phụ nữ này và đứa con gái mà cô vứt bỏ 5 năm cuối cùng cũng được nhận nhau. Cho Dong hỏi tại sao Giang Mi không nói cho mình biết. Mẹ là mẹ của con. Giang Mi bất đắc dĩ đành phải nói với con gái. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể trả lời được. Giang Mi xem video mà chủ nhà làm chứng hãm hại cha Don. Xem cả video cha Don bị fan hâm mộ đánh mắng. Cô tới tìm chủ nhà trước kia. Chủ nhà nói do bố cô sợ cô bị người khác chỉ trỏ, nên mới bảo tôi nói dối. Khi bà ta lên mạng thấy chàng trai trẻ bị hãm hại còn bị đánh mắng, bà ta biết được cha Don nuôi con vất vả thế nào. Vì chuyện này mà không ngày nào được ngon giấc. Chủ nhà trả số tiền mà bố Giang Mi đưa và chỉ trích Giang Mi, người vứt bỏ bố con họ chẳng phải là cô sao. Mong rằng cô hãy làm sáng tỏ chuyện này. Ở một bên khác, chủ tịch Lee cũng điều tra ra người đứng sau vụ việc hãm hại cha Don là bố Giang Mi. Ông nói chuyện này cho cha Don biết và hứa sẽ giúp anh rửa sạch nỗi oan uổng, nhưng anh lại từ chối. Anh nói với chủ tịch chỉ cần anh nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh không muốn Giang Mi bị tổn thương, bởi vì Giang Mi là nhân vật của công chúng. Dù sao Giang Mi còn là mẹ ruột của Cho Dong. Chủ tịch Lee cũng hẹn cả bố Giang Mi. Lúc này bố Giang Mi cũng thấy cha Don. Chủ tịch Lee cảnh cáo ông ta từ sau không được làm những chuyện thất đức nữa. Ông nên cảm ơn cha Don, bởi vì cậu ấy không muốn làm lớn chuyện. Mong rằng ông tự lo cho mình đi, đừng để tôi nắm được sơ hở nữa. Cha Don cũng đứng ở cửa đợi bố Giang Mi. Bố Giang Mi chạy tới nắm lấy cổ áo cha Don, hỏi anh có phải là một người đàn ông không? Sao lại có thể làm ra chuyện này? Anh cảnh cáo bố Giang Mi rằng mình không hề sợ ông ta. Anh chỉ sợ Cho Dong và Giang Mi tổn thương. Anh chỉ nhẫn nhịn lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa. Về đến nhà, bố Giang Mi biết vợ lén cho Giang Mi ra ngoài, tức giận tới nỗi huyết áp tăng cao, dùng đầu đập vào đầu vợ mình, khiến cho mẹ Giang Mi tí xỉu. Giang Mi cũng nhận được cuộc gọi tống tiền giống như bố. Hắn ta nói với Giang Mi là bố cô đã sai khiến chúng tôi cướp đi con của cha Don rồi đưa nó vào cô nhi viện. Lấy file ghi âm giao dịch với bố Giang Mi ra cho Giang Mi nghe. Sau đó hắn ta tống tiền Giang Mi 200 triệu, không thì sẽ đăng chuyện này lên mạng. Giang Mi nói vậy thì anh cứ đăng đi, vừa hay tôi cũng đến cục cảnh sát kiện các anh tội bắt cóc trẻ em. Hơn nữa cô còn lấy file ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi ra, khiến cho hắn ta sợ hãi bỏ chạy. Về đến nhà, Giang Mi chất vấn sao bố có thể sai khiến người khác cướp con của con. Bố nói lúc đó cậu ta còn chẳng có tiền mua sữa, không đưa vào cô nhi viện thì nó sẽ qua đời vì đói mất. Giang Mi nói bây giờ bố hãy công khai xin lỗi cha Don, trả lại sự trong sạch cho anh ấy. Bố Giang Mi hét lớn nói mình không sai, sao phải xin lỗi cậu ta, là cậu ta đã hủy hoại cuộc đời của con gái bố. Giang Mi nói nếu bố không chịu thừa nhận sai lầm của mình thì để con nói cho bố biết. Nói xong thì cô đi ra ngoài luôn. Cô gọi điện cho phóng viên, tôi muốn kể hết chuyện quá khứ của mình, hãy mở một cuộc họp báo giúp tôi. Lúc này bố Giang Mi và cha Don đều nhận được tin Giang Mi mở cuộc họp báo. Cuối cùng người phụ nữ này cũng thừa nhận với tất cả mọi người chuyện 5 năm trước mình vứt bỏ con gái và chồng rồi ra nước ngoài một mình. Cô nói với phóng viên chuyện tôi bị vứt bỏ, con tôi bị cướp đi không phải là sự thật. Bố Giang Mi còn chưa kịp ngăn cản thì đã bị chặn lại. Giang Mi tiếp tục nói người vứt bỏ bố con họ là tôi, đều là bố đứa bé vất vả nuôi lớn cho Dong. Mong mọi người đừng công kích đứa bé và bố đứa bé, người làm sai là tôi. Cho dù trách mắng hay trừng phạt thì hãy nhằm vào tôi. Bố Giang Mi còn định lên níu kéo, bèn nói là con gái bị ép nên mới nói vậy. Giang Mi nói với bố hãy dừng mọi chuyện tại đây đi, đừng tiếp tục làm vậy nữa. Phóng viên hỏi bố Giang Mi có phải là vì bầu cử nên mới che giấu sự thật không. Bố Giang Mi bị hỏi mà cảm thấy xấu hổ, vội vàng kéo con gái đi. Về đến nhà bố vẫn không chịu từ bỏ, bảo con gái nói với phóng viên là cha Don đã uy hiếp cô, bị ép nên mới nói vậy. Giang Mi giãy giụa khỏi bố, bảo mình không bao giờ đồng ý. Bố tức giận liền cắt đứt quan hệ với con gái lần nữa, bảo cô rời khỏi cái nhà này thì đừng trở lại nữa. Hôm sau Cho Dong nói với cha Don, cô bé đã xem họp báo của chị Giang Mi. Cha Don vì để cho con gái không buồn lòng nên đã nói với Cho Dong, lúc đó vì mẹ con còn nhỏ quá lại còn mắc bệnh nên mới phải rời xa chúng ta, không phải vứt bỏ chúng ta mà là không thể tiếp tục sống cùng chúng ta. Mẹ rất nhớ con, cũng rất yêu con, vậy nên sau này con đừng ghét mẹ được không? Chúng ta cùng đợi mẹ trở về bên cạnh chúng ta đi. Cho Dong cũng hiểu chuyện, nói rằng mình không ghét mẹ. Giang Mi cũng lựa chọn rời khỏi bố mẹ, một mình về quê sống. Từ sau khi Giang Mi làm sáng tỏ mọi chuyện, việc làm ăn của cha Don cũng tốt hẳn lên, rất nhiều người tới ủng hộ anh. Bố Giang Mi cũng dùng thủ đoạn hối lộ, thắng được cuộc bầu cử. Bố nghĩ bây giờ chẳng cần con gái gì nữa, đây là khởi đầu của cuộc sống mới của tôi. Cho dù Giang Mi trốn về quê, cũng không thể tránh được sự lùng bắt của phóng viên. Thấy nhiều người như vậy đợi mình, Cho Dong mau chóng rời khỏi nơi này. Mà trên đường lái xe, vì để tránh xe phía trước,
Giang Mi đã đâm phải hàng rào bảo vệ bên đường. Cha Don và bố Giang Mi đều nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, biết được con gái bị tai nạn xe đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Cha Don thấy Giang Mi hôn mê bất tỉnh, nói rằng anh và Cho Dong không thể sống thiếu em, một nhà ba người chúng ta còn phải sống hạnh phúc. Dường như Giang Mi nghe thấy tiếng gọi của cha Don, dần dần mở mắt ra. Cha Don thấy Giang Mi tỉnh lại thì nói, từ sau chúng ta đừng chia xa nữa nhé. Giang Mi gật đầu, bố tới bệnh viện bảo Giang Mi hãy mau chóng rời xa cha Don đi. Giang Mi nói, cho dù phải xin lỗi bố, thì con cũng phải ở bên cha Don. Cha Don đưa Giang Mi tới nhà mình, nhưng lại bị mẹ phản đối. Mẹ nói mình không thể tha thứ cho cô khiến con trai tôi phải khổ cực như thế, chịu nhiều nỗi đau như thế, còn cả bố cô nữa, không biết còn định làm chuyện gì nữa. Cha Don nói Giang Mi đã cắt đứt quan hệ với bố, còn anh không thể sống thiếu cô. Mẹ tức giận nói thế thì con cũng đi đi, một mình mẹ nuôi cho Dong. Cha Don và Giang Mi lại tới căn phòng nhỏ trên tầng thượng. Bọn họ kết thúc ở đây, cũng quyết định bắt đầu lại ở đây.